Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận bằng công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh tổ chức thông xe kỹ thuật công trình cầu Ba Động kết nối hạ tầng du lịch biển Ba Động ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trà Vinh tham quan mô hình điển hình về nông nghiệp sinh thái thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua ngày 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận bằng công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây cũng là huyện cuối cùng của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến dự có ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các sở ngành địa phương, quý mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo và người dân trên địa bàn. Trà Cú là huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, với trên 60% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, có 5 xã đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 135 của chính phủ. Qua 13 năm nỗ lực vượt khó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, huyện huy động tổng nguồn lực gần 4.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Đến cuối năm 2023, Trà Cú xây dựng đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Trà Cú đạt trên 99%. Điểm sáng nổi bật nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Trà Cú đó là hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Tính đến nay, 15 trên 15 xã có 100% đường trục xã liên xã được nhựa hóa, đảm bảo các phương tiện đi lại thuận tiện quanh năm. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng khép kín, chủ động phục vụ nước tưới tiêu cho trên 97% diện tích đất nông nghiệp. 100% trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất, trong đó có trên 91% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng thường xuyên an toàn đạt trên 99,9%. Nếu như năm 2011, Trà Cú là huyện còn tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh với trên 33% dân số, thì đến nay, con số này đã được kéo giảm xuống mức thấp nhất, hiện chỉ còn 2,43%. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh tế có bước phát triển khá toàn diện ở cả ba khu vực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 63 triệu đồng một người một năm, tăng khoảng 36 triệu đồng một người một năm so với năm 2016. Theo quy hoạch chung của tỉnh Trà Vinh và quy hoạch quốc gia, thời gian tới huyện Trà Cú sẽ có điều kiện và lợi thế phát triển với các dự án quan trọng như dự án nâng cấp cảng cá Định An thành trung tâm nghề cá của tỉnh và hướng đến là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, dự án nhà máy điện sinh khói, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 54 đoạn qua huyện Trà Cú, Châu Thành, khu kinh tế Định An được đầu tư, dự án cầu Đại Ngãn nối liền hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng hoàn thành và đường hành lang ven biển, đường cao tốc quốc gia được triển khai sẽ mở ra cơ hội, tạo điều kiện, động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn chúc mừng và biểu dương thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trà Cú. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Đạt huyện nông thôn mới chỉ là kết quả bước đầu của quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, và để duy trì phát triển nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới là việc làm khó khăn, đòi hỏi huyện phải phấn đấu xây dựng không ngừng, quyết tâm cao hơn nữa. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trà Cú phát huy những thành tích đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh để tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Xác định rõ việc xây dựng nông thôn mới nhằm hướng đến mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Hoàn thiện kế hoạch tiếp tục củng cố nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định 320 của Thủ tướng Chính phủ. Xem các tiêu chí như một hệ thống tiêu chí hoàn chỉnh để đưa huyện Trà Cú phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững cả hiện về hình thức và lẫn nội dung, để việc xây dựng nông thôn mới trở thành động lực quan trọng, đúng thực chất của kinh tế xã hội huyện nhà phát triển. Tập trung triển khai kịp thời có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn,
thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch chuyên đề trọng tâm để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, như chương trình chuyển đổi số nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025, vân vân. Đồng thời nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, huyện Trà Cú và các xã trên địa bàn phải xây dựng kế hoạch xác định rõ các nguồn lực và lộ trình để nâng cao chất lượng các tiêu chí sao đạt chuẩn theo hướng đảm bảo chất lượng bền vững, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm sau năm 2025. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng công nhận huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Dịp này, ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trà Cú vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023, tặng bằng khen cho 30 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 60 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, Trà Vinh có 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cơ bản đạt 5 trên 8 tiêu chí tỉnh nông thôn mới và đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Ngày 26 tháng 4, tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Úc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Đến dự có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thông qua quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 26 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ hưu để nhận chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Nguyễn Văn Úc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Thời gian nghỉ hưu hưởng chế độ kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Úc đối với sự phát triển của tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn sau khi nghỉ hưu, với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, ông Nguyễn Văn Úc tiếp tục quan tâm đóng góp cho ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh. Nhận quyết định nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Úc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Mặc dù nghỉ công tác nhưng trong thời gian tới sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngành lao động thương binh và xã hội để hoàn thành nhiệm vụ mà tỉnh Trà Vinh đề ra. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phân công bà Tô Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Nhân dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, sáng nay ngày 27 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh tổ chức thông xe kỹ thuật công trình cầu Ba Động kết nối hạ tầng du lịch biển Ba Động ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cuối năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng cho biết, nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Trà Vinh. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, cầu Ba Động là một trong những công trình quan trọng nằm trong chiến lược đó. Bởi công trình cầu Ba Động được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả tuyến quốc lộ 53B, phát huy hiệu quả giao thông cho cầu Láng Chim. Đặc biệt là cầu Ba Động khi đưa vào hoạt động sẽ kết nối phát triển khu du lịch Ba Động, thiền viện Trúc Lâm và phát triển các khu chức năng trong khu kinh tế Định An. Đây còn là điều kiện quan trọng cho tỉnh Trà Vinh nói chung, thị xã Duyên Hải nói riêng, thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, đặc biệt là phát triển kinh tế biển.
để cầu Ba Động được đưa vào hoạt động đúng tiến độ hợp đồng và mang lại hiệu quả cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị sau lễ thông xe kỹ thuật, chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc còn lại và hoàn thành hồ sơ tiến hành nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, trong đó có những đóng góp rất lớn của người dân địa phương, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư, ban quản lý các dự án giao thông, đơn vị quản lý cùng các sở ban ngành tỉnh có liên quan, các nhà thầu trong công tác quy hoạch, thiết kế và tổ chức thi công xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thị xã Duyên Hải và Ủy ban dân xã Trường Long Hòa trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công. Tôi đặc biệt cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ, đồng thuận của các hộ dân, các gia đình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án đã chấp hành tốt các quy định của nhà nước, bàn giao mặt bằng để công trình được thi công xây dựng hoàn thành thông xe kỹ thuật như ngày hôm nay. Tôi cũng lưu ý phần công việc còn lại, tôi yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư, ban quản lý các dự án giao thông, đơn vị quản lý và các nhà thầu tập trung quyết liệt hoàn thành công trình để đảm bảo chất lượng tiến độ đã đề ra. Được biết, công trình cầu Ba Động có tổng mức đầu tư trên 134 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương đầu tư 121 tỷ đồng và ngân sách tỉnh đối ứng 13 tỷ đồng. Theo ký kết hợp đồng, công trình này sẽ hoàn thành chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2024. Nhân chuyến tham gia tổ chức hội thảo kỹ thuật tham vấn dự án chuyển đổi các hệ thống công nghiệp sinh thái thông minh bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh. Ngày 26 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc với Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp tham quan mô hình điển hình về nông nghiệp sinh thái thông minh bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nông nghiệp Gia Hưng, tại ấp Quyền Đức, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Đây là mô hình nằm trong dự án Star Farm với diện tích 2,6 hectare, sản xuất hoàn toàn trong nhà màng, với các loại dưa hấu, dưa lưới, dưa lê, rau các loại và trứng gà. Tất cả những sản phẩm này đều đạt chứng nhận hữu cơ quốc tế theo tiêu chuẩn EU và USDA. Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nông nghiệp Gia Hưng còn liên kết với Hợp tác xã Long Hòa Hòa Minh sản xuất 30 hectare lúa hữu cơ, cùng đạt hai tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế theo tiêu chuẩn EU và USDA. Và công ty này có thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước với 120 đại lý trên toàn quốc. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, dự án Star Farm có tổng vốn gần 4,2 triệu euro, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027. Sau khi đánh giá 6 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các chuyên gia đã chọn 3 tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp và Kiên Giang để triển khai các hoạt động của dự án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi các hệ thống lương thực thông minh bền vững, tăng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, giảm suy thoái môi trường và các tác động bên ngoài khác tại vùng giữa và ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 26 tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Trà Vinh do ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác thực hiện tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2024 ở huyện Cầu Kè. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Trà Vinh đã đến kiểm tra thực tế công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở bếp ăn của trường mầm non thị trấn Cầu Kè và cơ sở sản xuất nước đá ở khóm 5 thị trấn Cầu Kè. Qua kiểm tra tại bếp ăn của trường mầm non thị trấn Cầu Kè, cơ bản đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, người trực tiếp chế biến thực phẩm đảm bảo sức khỏe, cơ sở đáp ứng đầy đủ trang thiết bị bảo quản và lưu trữ thực phẩm, nguyên liệu đều đảm bảo an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ. Kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất nước đá ở khóm 5 thị trấn Cầu Kè, đoàn ghi nhận cơ sở này chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng thời gian quy định. Qua đây, đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở chủ cơ sở cần nâng cao ý thức trong việc sản xuất đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng thời gian quy định, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, quy trình sản xuất đảm bảo đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Cầu Kè trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm, những quy định tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, luật an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống nắm để nghiêm chỉnh chấp hành, hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn để sử dụng. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhất là đối với các cơ sở gần trường học, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng. Ngày 26 tháng 4,
tại Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh, Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2027. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2024, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi lần thứ tư nhiệm kỳ 2024-2027 với 8 chỉ tiêu, đó là có 100% đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của đoàn. Trong nhiệm kỳ thực hiện ít nhất 2 công trình hoặc phần việc thanh niên. Trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và phấn đấu được kết nạp vào Đảng. Hàng năm tổ chức ít nhất 1 đợt phối hợp với đơn vị kết nghĩa và đơn vị bạn. Hàng năm phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 1 hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Phấn đấu phân loại đoàn viên cuối năm đạt từ 90% trở lên, đạt danh hiệu xuất sắc. Hàng năm có ít nhất 2 sáng kiến của đoàn viên được hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ quan công nhận. Đại hội bầu ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên và bầu trực tiếp bí thư chi đoàn ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Chị Trương Thị Lệ Thu được bầu giữ chức bí thư chi đoàn ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp nhiệm kỳ 2024-2027. Ngày 26 tháng 4 tại trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Trà Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổ chức khai mạc cuộc thi hùng biện và kể chuyện bằng tiếng Anh cấp tiểu học cấp tỉnh năm học 2023-2024. Đây là cuộc thi đầu tiên do Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổ chức. Thông qua cuộc thi này nhằm thúc đẩy sự yêu thích học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học, tạo môi trường cho học sinh học hỏi, trau dồi tiếng Anh theo chủ đề, chủ điểm được học, khơi dậy sự đam mê, hứng thú học tiếng Anh trong học sinh, đồng thời tạo cơ hội cho các trường tiểu học trong tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm dạy học tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tham dự cuộc thi năm nay có 130 thí sinh đến từ 8 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, trừ huyện Cầu Kè. Các thí sinh phải trải qua 2 phần thi, chủ đề hùng biện tiếng Anh và phần thi chủ đề kể chuyện bằng tiếng Anh, xoay quanh các chủ đề về quê hương, học tập, sức khỏe, nghề nghiệp, địa danh, hoạt động, giải trí, năng khiếu, kể chuyện, hát, đọc dè, đọc thơ, phù hợp lứa tuổi học sinh và chương trình học. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cuộc thi hùng biện và kể chuyện bằng tiếng Anh cấp tiểu học cấp tỉnh năm học 2023-2024 trong tháng 5 năm 2024. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo của xã Hòa Minh và Lương Hòa A, huyện Châu Thành. Trong đợt khám lần này, Trà Vinh có trên 800 trẻ em nghèo ở hai xã Hòa Minh và Lương Hòa A, huyện Châu Thành được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng. Nâng tổng số đến nay, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin Trà Vinh kết hợp với các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh tim miễn phí cho trên 4.300 trẻ em, trong đó có 11 trẻ em được chỉ định phẫu thuật với kinh phí hỗ trợ gần 900 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh còn vận động các nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 500 phần quà cho trẻ em nghèo ở các địa phương trị giá gần 50 triệu đồng. Theo kế hoạch, trong năm nay, Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh tiếp tục phối hợp với các bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý về tim cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa trong tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em nghèo trong tỉnh được khám, điều trị kịp thời các chứng bệnh về tim, góp phần đảm bảo sức khỏe cho trẻ em. Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là hoạt động thường niên của hội nhằm tạo điều kiện cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa được chăm sóc sức khỏe đầy đủ và qua các đợt khám sàng lọc sẽ giúp cho các em có chỉ định phẫu thuật được đưa vào danh sách ưu tiên phẫu thuật tim miễn phí của chương trình Nhịp tim Việt Nam. Tính đến nay, chương trình này đã khám tim cho hơn 375.000 trẻ em ở 49 tỉnh thành trong cả nước. Qua đó đã phát hiện gần 11.600 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó có gần 9.200 em được chỉ định phẫu thuật và đã được nhận hỗ trợ y tế kịp thời. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ.